Hello, xin chào anh chị và cô chú nha. Thì shop năm hôm nay cho về đội thêm một cái con xe tải nhỏ 500kg. Thì hôm nay em mới lấy về em cho lên sóng luôn. Thì em xin giới thiệu, đấy là con xe tải 500kg mang biển số đang đeo là 54Y4032. Và kế bên đây là con tải mới lấy ngày qua máy dầu. Con tải là tải 1 tấn máy dầu nha anh em. Hoàng trà, máy dầu chạy rất là bền. Hai con này là máy em bán trong kết này, một đều là gốc để em bao đi xa nha. Thì con bên này là biển số VIP luôn nè, 54Y0039. Thì cái con 1 tấn này em đang bán 65 triệu, còn cái con 500kg này em đang bán là 46 triệu. Con nào cũng máy móc vận hành ok nha. Cũ thì nó có cũ 2 năm tháng rồi nhưng mà máy rất là chuẩn. Hai con thì cùng một cái đời, là đời 2008 nha anh em. 2008 nha, sản xuất 2008. Một con là mui thùng bạc cửa hông và cửa sau ha. Con này bản đủ nè, nó có cửa hông và cửa sau luôn. Nó tiện lợi ha. Còn cái con này thì nó hùng lửng. Anh em về muốn làm gì làm, chở đồ, chở xe gì cũng được. Rất tiện lợi ha. Con này giá nó dễ gài à. Bên em đang chào bán giá này là 46 triệu, bên em sở hữu con xe tải nhỏ như thế này ha. Máy móc cầm bệ số máy ngon, trợ lực cực kỳ nhẹ luôn nè. Xe đang nổ máy luôn nha anh em. Để em quay phần gầm em ngó qua. Máy rất là êm nha. Còn mấy cái nước này là nước mưa nha anh em. Mưa nó đổ trên này ướt trên này nữa. Đó, chứ không phải chảy xăng nha, để quay lên không biết nhiều anh em nói xăng bị chảy. Con này gầm bể là chắc chắn nha. Anh em mua về đi liền thôi, mâm lớp vỏ cứng khừ. Trợ lực cũng rất là nhẹ ha. Nè. Anh em đi dỡ cái máy lên luôn cho anh em ngó qua. Đó, anh em thấy không? Máy rất là êm nha. Con này bản 1 chấm chở 2 người. Dòng này đi rất là tiết kiệm xăng nha anh em. Đi 100 cây chừng khoảng 7 lít thôi. Chở được 500kg này anh em. Anh em nào mua về chở gà, chở vịt, chở đồ gì cũng được. Có 40 mấy triệu thôi. Còn mà nếu mà mùa lựa con 1 tấn thì qua con này thì 65 triệu, hai con đều là sản xuất năm 2008 hết. Và kiểm cũng còn ha, một con tới tháng 7, con tới tháng 6. Cuối tháng 7 và cuối tháng 6 ha. Đó, hai con. Anh em mình ưng con nào thì cứ ghé vào cửa hàng em mời lựa ha và lấy ha. Thì bên em bán là có bớt chút đỉnh cho anh em là ở xa và hỗ trợ giao xe tận nhà luôn. Nếu mà anh em mà không có thuận tiện thì em giao xe cũng được. Mà giao xe gần thì giao miễn phí, xa thì cộng phí vô nha. Đó, thì hai xe nói chung máy móc rất là êm, anh em nào mến thì cứ alo em qua số điện thoại và lại coi xe ha, để coi được thì mình lấy. Thì, hoặc là bên em có nhận giao lưu trao đổi luôn nha anh em. Thì dòng tải này bên em là lâu lâu mới bán chứ ít cũng ít nha. Anh em nào thì cứ lấy. Rồi xin chào anh em nha.